Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng ngày 21 tháng 10 của kênh tin tức 24 giờ online. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Giá vàng thế giới chờ tin giờ chót, trồi sụt thất thường. Giá vàng trong nước giữ mức ổn định, tăng nhẹ ở cả hai chiều. Tỷ giá USD kéo dài chuỗi ngày u ám. Thị trường chứng khoán bùng nổ, mỗi tuần Trung Quốc có thêm 5 tỷ phú đô la. Về giá vàng trong nước, Tính tới 8 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 10, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết cho khu vực Hà Nội ở mức 56 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,3 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC áp dụng cho khu vực Hà Nội ở mức 55,95 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,47 triệu đồng trên một lượng bán ra tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 20 tháng 10. Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,3 triệu đồng trên một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 55,95 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,48 triệu đồng trên một lượng bán ra. Về tình hình giá vàng thế giới, giá vàng thế giới chờ tin chót, trôi sụt thất thường. Tính tới 8 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.914 USD trên một ounce, tương đương với 54,2 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế phí. Giá vàng giao tháng 12 năm 2020 trên sàn Comix New York đứng ở mức 1.919 USD trên một ounce. Đêm ngày 20 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.901 USD trên một ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comix New York ở mức 1.905 USD trên một ounce. Giá vàng đêm 20 tháng 10 cao hơn khoảng 25%, 380 USD trên một ao so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,9 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,4 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều ngày 20 tháng 10. Giá vàng trên thị trường quốc tế trồi sụt quanh ngưỡng nhạy cảm, 1.900 USD trên một ounce, do giới đầu tư chờ đợi kết quả hạn chót sau 48 giờ mà Hạ viện đặt ra để hai đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ thống nhất về gói hỗ trợ người dân Mỹ. Theo Commerbank, giới đầu tư đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán tại Washington về gói cứu trợ này, và nếu gói cứu trợ được thông qua trước bầu cử, vàng sẽ hưởng lợi do đồng USD nhiều khả năng sẽ đi xuống. và cũng được hỗ trợ bởi thông tin đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến xấu, lan rộng ở châu Âu, Mỹ và cả Nam Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại các mặt hàng kim loại quý đang chịu áp lực từ nhu cầu tiêu thụ vàng tại khu vực châu Á đang ở mức khá thấp. Hơn thế nữa, theo giới phân tích, gói giải cứu đối với người dân Mỹ rất cần thiết cho nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng sẽ khó thành hiện thực trước cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11. Hiện tại, các bên chỉ mới tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Trong quan điểm về gói cứu trợ, nhiều khả năng nước Mỹ sẽ không có thỏa thuận nào cho đến tháng 1 năm sau. Giới đầu tư cũng đang theo dõi các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit giữa nước Anh và Liên minh châu Âu. Phía Anh đã hoan nghênh các tín hiệu cho thấy EU sẵn sàng đẩy mạnh các cuộc đàm phán này, nhưng vẫn tỏ ra thận trọng rằng các cam kết của họ vẫn chưa đủ mạnh để khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Dự báo giá vàng Theo giới phân tích, mặt hàng kim loại quý liên tục mắc kẹt quanh mức 1.900 USD trên một ounce và chưa thể thoát ra. Nhiều khả năng, vàng sẽ quanh quẩn ở mức này ít nhất là cho tới khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng tới. Dù vậy, nhiều dự báo cho rằng, nhu cầu mua vàng sẽ tăng lên ở châu Á, nhất là tại Trung Quốc khi các quốc gia này bước vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng dịp Tết nguyên đán sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc có thể khiến sức cầu đối với vàng tăng lên. Trên thị trường vàng trong nước, trước phiên ngày 20 tháng 10, đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội tăng nhẹ giá vàng 4 số 9 ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20 tháng 10, tập đoàn vàng bạc đặc quý Doji niêm yết giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội ở mức 55,95 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,25 triệu đồng trên một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 55,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,42 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,30 triệu đồng trên một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức 55,9 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,43 triệu đồng trên một lượng bán ra tỷ giá USD hôm nay ngày 21 tháng 10 kéo dài chuỗi ngày u ám. Dạng sáng ngày 21 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác đạt 93.037 điểm, giảm 0,063 điểm, tương đương để mất 0,07%. USD giảm do những thông tin u ám về kinh tế. Số liệu nhà mới khởi công tại Mỹ tháng 9 chỉ đạt mức 1.416 triệu, thấp hơn dự báo 1.478 triệu căn. Tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã vượt 40 triệu, trong đó châu Âu đang có xu hướng trở thành tâm dịch mới, với số ca nhiễm trung bình là 140.000 ca trên một ngày. Đồng thời, đàm phán Brexit kém lạc quan và gói kích thích kinh tế mới của Mỹ vẫn đang bế tắc. Ở một diễn biến khác, các dữ liệu kinh tế tháng 9 của Trung Quốc vẫn rất khả quan. Sản lượng công nghiệp tăng 6,9%, doanh số bán lẻ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, Tăng trưởng GDP quý 3 năm 2020 đạt 4,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tại thị trường Việt Nam, ngày 20 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.191 VNĐ trên 1 USD. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 22.175 đến 23.842 VNĐ trên 1 USD. Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 23.038 đến 23.090 Việt Nam đồng trên một USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.260 đến 23.228 Việt Nam đồng trên một USD. Giá USD tự do ở mức 23.220 đến 23.260 Việt Nam đồng trên một USD. Thị trường chứng khoán bùng nổ, mỗi tuần Trung Quốc có thêm 5 tỷ phú đô la. Trung Quốc đang tạo ra thế hệ tỷ phú mới với tốc độ kỷ lục bất chấp nền kinh tế bị tàn phá nặng nề bởi đại dịch. Điều này đến từ thị trường cổ phiếu bùng nổ, hàng loạt cổ phiếu mới niêm yết. Danh sách người giàu Trung Quốc năm 2020 của Hurun nhấn mạnh, sự chuyển dịch nhanh chóng của Trung Quốc đã ra khỏi các lĩnh vực truyền thống như sản xuất, bất động sản, hướng tới thương mại điện tử, fintech và các ngành kinh tế mới. Jack Ma, người sáng lập Alibaba giữ vị trí đầu bảng trong năm thứ ba liên tiếp. Tài sản cá nhân của ông này tăng lên 45%, lên 58,8 tỷ USD một phần do công ty fintech khổng lồ An Group sắp được niêm yết. An Group dự kiến sẽ tạo ra nhiều người giàu Trung Quốc nữa thông qua đợt IPO được cho là lớn nhất thế giới, kế hoạch thu về 35 tỷ USD, niêm yết kép tại Hồng Kông và Thượng Hải. Theo chủ tịch của Hurun Report, tổng tài sản của những người trong danh sách Hurun China khoảng 4.000 tỷ USD, nhiều hơn GDP hàng năm của Đức. Trong năm nay, số của cải tạo ra nhiều hơn 5 năm trước đó cộng lại, những người giàu Trung Quốc tăng thêm 1.500 tỷ USD tài sản bằng phân nửa GDP của Anh. Chủ tịch Hurun cho biết, thị trường chứng khoán bùng nổ và cổ phiếu mới niêm yết tạo ra 5 tỷ phú đô la mới ở Trung Quốc mỗi tuần. Thế giới chưa bao giờ chứng kiến sự giàu có thế này được tạo ra chỉ trong một năm. Các doanh nhân Trung Quốc đã làm tốt hơn rất nhiều so với mong đợi. Bất chấp COVID-19, giới siêu giàu đã tăng lên mức kỷ lục. Theo một ước tính của PVKFC và UBS, chỉ có những tỷ phú Mỹ là sở hữu khối tài sản lớn hơn người Trung Quốc đại lục. Trung Quốc đã đẩy mạnh cải cách thị trường vốn để hỗ trợ nền kinh tế bị virus tấn công, để nhanh cơ cấu lại nền kinh tế và tài trợ cho cuộc chiến công nghệ với Mỹ. Để xúc tiến các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), các nhà quản lý đã triển khai hệ thống IPO kiểu Mỹ trên thị trường STAR và ChiNext ở Thâm Quyến. Niêm yết cho các công ty Trung Quốc tại Hồng Kông và Nasdaq cũng đã tăng vận may cho những người sáng lập. Yong Shan, người gần đây đã niêm yết nhà sản xuất nước đóng chai Nongfu Spring tại Hồng Kông, đã lọt thẳng vào top 3 tỷ phú với khối tài sản 53,7 tỷ USD. Theo sau người sáng lập Tencent Pony tài sản của He Xiaopeng cũng đã tăng lên 80%, lên 6,6 tỷ USD sau khi công ty sản xuất xe điện Speng Moto của ông niêm yết tại New York vào mùa hè. Bản tin của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại